Bàn ghế này từ xưa tới nay mình chưa thấy. Dạ. Quá tuyệt vời. Quá hoành tráng. Hello, đầu gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Ngay lúc này đây Thành Luân đang có mặt tại gia đình anh Khánh ở tại Phủ Lý, Hà Nam và vừa bàn giao cho gia đình anh chị một bộ nội thất phòng khách gồm một bộ bàn ghế hoàng gia tân cổ điển hàng siêu khủng bằng chất liệu gỗ gõ đỏ, vách tựa dày 12 phân và ván mặt dày 10 phân, hàng này hàng cong tứ diện siêu đỉnh cao đẳng cấp và một chiếc kệ tivi cộng một chiếc đồng hồ bằng gỗ mun. Và sau đây Thành Luân xin quý khách cùng theo dõi hết video clip này để theo chân với Thành Luân đi vào đường nét chi tiết của cái bộ sản phẩm trên. Và Thành Luân cũng đang rất vinh dự được ngồi với cả ông nên là ông nội của anh Khánh. Ông cũng đang rất phấn khởi về cái sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân khi đã bàn giao và lắp đặt. Vâng, cháu chào ông. Ông ơi, ông hôm nay bọn cháu có dịp đến bàn giao cái lô sản phẩm này cho ông thì ông cho cháu xin đôi lời nhận xét về cái sản phẩm này được không ạ? Như vậy thì dạ. Ông... cái bộ bàn ghế này dạ. Từ xưa tới nay mình chưa thấy. Dạ. Quá tuyệt vời. Quá hoành tráng. Vâng, ông còn cảm nhận gì về cái bộ bàn ghế này thì ông cho cháu xin đôi lời cảm nhận về cái siêu phẩm này. Nghe là cái siêu phẩm này không có chỗ nào mà phải chê được cả. Dạ vâng. Thật, mình không có tay nghề nhưng mà không thể chê được cái gì cả. Dạ vâng, cháu thay mặt Thành Luân thì cháu xin trân trọng cảm ơn ông. Vâng. Ông cũng là đại diện cho gia đình, vâng. Là ông nội của anh Khánh thì nói vâng. Là ông hưởng ngoạn cái bộ bàn ghế này, cháu cũng rất là phấn khởi vì là mình gia đình nhà mình có người già người trẻ để tiếp đón chúng cháu thì chúng nó rất chi là vui mừng hạnh phúc. Vâng, cháu vâng. Xin trân trọng cảm ơn ông. Vâng ạ. À. Cảm ơn cháu. Vâng. Tay nghề của cháu tuyệt vời. Dạ, cháu cảm ơn ông. Vâng, và sau đây xin quý khách theo chân đồ gỗ Thành Luân để đi vào đường nét chi tiết của bộ sản phẩm trên. Vâng. Ok. Giỏi khác. Vâng. Cháu mời ông ngồi nhá. Cháu ông cứ ngồi đi ạ. Bộ sản phẩm trên đây là bộ bàn ghế hoàng gia gồm có 10 món thì cái đoạn dài này của Thành Luân chúng tôi là dài 3 m. Cái chiếc đoạn dài này dài 3 m, toàn bộ vách tựa này là dày 12 phân và đường nét hoa văn họa tiết này được đục chạm thủ công bằng tay, đục thủ công bằng tay, đục bốn mặt như nhau. Đấy, đây là cái mẫu là mẫu cong nhất mà Thành Luân chúng tôi vừa mới cho ra mắt trong năm 2021 này. Thực sự bộ này cũng là chưa giới thiệu nhiều ở trên các cái kênh thông tin của đồ gỗ Thành Luân. Đấy, tiếp theo là còn có 4 chiếc ghế đơn. Đây, quý khách đang thấy là những chiếc ghế đơn đây. Chiếc ghế đơn đây là hàng siêu khủng, nó cong một chiều này, nó cong hơn cái hàng thông thường rất nhiều, kể cả cái tay ghế này cũng vậy, nó cong này, nó cong và đường nét thì chúng tôi là đục chạm thủ công bằng tay 100%. Mong quý khách hãy theo dõi hết video clip này, Thành Luân sẽ giới thiệu chi tiết hơn đấy, cái tổng thể không gian của gia đình nhà anh Khánh. Đây, siêu phẩm, chúng tôi sẽ ngồi đây rất chi là hoành tráng và rất thoải mái. Đấy, cực kỳ hoành tráng và thoải mái. Và phía bên cạnh tôi đây là một cây đồng hồ được làm chất liệu gỗ mun, máy là máy cơ của Đức, máy là máy 1623, được làm chất liệu gỗ mun chúng tôi là mun 100% và được chọn gỗ vân siêu đỉnh cao luôn, vân từ A tới Z luôn. Đấy, vân từ A đến Z. Đây là máy cơ của Đức, thì cây đồng hồ này chúng tôi cũng đã được lắp đặt vào vị trí của gia đình. Và tiếp theo nữa đây, phía bên đây là một chiếc kệ tivi. Kệ tivi đây là cũng kệ là combo cùng với lại cả complete với cả bộ bàn ghế là kệ hoàng gia. Đấy, toàn bộ này là siêu phẩm. Đấy, cực kỳ là to và hoành tráng. Đây, kệ anh tôi có thể rút ngăn kéo ra đây. Đó. Quý khách có thể thấy đây. Đó, đây siêu phẩm. Tiếp theo chúng ta cùng di chuyển ra phía sau đây. Đây, phía sau lưng bộ ghế này, chúng tôi xoay quanh vòng tròn bộ ghế để quý khách có thể thấy được cái phía từ phía sau lưng này, nhìn ngay từ phía sau chúng tôi là đường nét này, đục chạm nó thủ công hết, đục thủ công bằng tay hết. Đây, hoa hồng này. Đấy, cái độ cong nó, độ ôm ghế nó rất chi là ôm và rất chi là cong. Đấy, và mọi thông tin chi tiết các bác có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967
110389 hoặc 0972 770888 hoặc kết bạn Zalo và hai số điện thoại của chúng tôi. Đấy, kết bạn và Zalo. Zalo hai số điện thoại của chúng tôi đây. Đấy, rất chi là cong, đấy, siêu phẩm của Thành Luân chúng tôi. Vâng, xin mời quý khách cùng theo dõi tiếp theo. Siêu phẩm của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Vâng. Đấy, quý khách đang thấy trên màn hình đây. Đây là không gian tổng thể phòng khách của gia đình. Phải nói là gia đình anh Khánh này. Đây, toàn bộ ở phía trên lóc trần cũng đều được là ốp gỗ hết. Đấy, gia đình là vẫn còn chưa xong nhé, chưa hoàn thiện xong. Đấy, tổng thể không gian của gia đình này, từ cái đèn chùm và cái bộ sản phẩm này. Đấy, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước và loại gỗ. Đấy, siêu phẩm. Đấy, cực kỳ đỉnh cao đẳng cấp. Thương hiệu của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi từ xưa đến nay chúng tôi đã tung ra thị trường rất nhiều các mẫu siêu phẩm. Đấy, từ những cái mặt bàn này là đây là hàng khủng này, chúng tôi là cái mặt bàn này làm dày 10 phân. Đấy, mặt bàn dày 10 phân liền khối luôn, cả một tấm gỗ liền khối dày 10 phân. Đấy, vân gỗ thì là cực kỳ là đẹp. Đây, những chiếc ghế đơn này quý khách nhìn thấy đây. Đấy, đây là sản phẩm cong tứ diện nhé. Đấy, và cây đồng hồ này. Kệ tivi mẫu hoàng gia. Thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại trên màn hình. Rất đẹp, mọi người hãy theo dõi hết video clip này. Đây là phía sau của bộ bàn ghế này. Đường nét được đục chạm như phía trước này. Mặt trước mặt sau đục như nhau. Rất kỹ. Ghế chúng tôi đang quay ở chiều ngang này, ghế nó cong như này. Đấy, quý khách nhìn thấy đây, bộ ghế nó cong, nó đẹp như này, hoành tráng như này, rất cong. Rồi chúng ta cùng đi ra ngoài phía ban công để tham quan một vòng phía ban công của gia đình nhà anh Khánh. Đây, phía ban công của gia đình. Đấy, khuôn viên rất chi là đẹp. Đấy, toàn bộ các cây mọc này siêu đỉnh cao đẳng cấp, bức tranh mã đáo Thành Công. Đây, đây là khuôn viên không gian của gia đình nhà anh Khánh. Thông tin chi tiết này là các bác hãy liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi để được sở hữu các siêu phẩm. Chúng ta tiếp tục đi vào phía trong. Ông quá khéo. Cảm ơn ông. Cái bộ sản phẩm này được Thành Luân chúng tôi là đục thủ công bằng tay. Đấy, toàn bộ đường nét được làm thủ công hết, 100% làm thủ công bằng tay hết. Đây, chúng tôi sẽ đi gần vào cái chi tiết phía sau lưng này. Đấy, đây phía sau nhé, đến mặt sau này chúng tôi đục chạm nó kênh bong như này, đường nét này rất chi là mềm mại. Từ những cái phía chân của cái bộ ghế này, đó, ghế nó cong, nó đẹp như này. Thôi không muốn dừng máy quay bởi vì cái bộ sản phẩm trên nó quá đẹp. Trên mình khách đang thấy chiếc ghế dài đây. Chiếc ghế dài này là dài 3 mét. Có kích thước là tầm khoảng 3 mét. Đấy, dài 3 mét. Vách tựa dày 12 phân và ván mặt là dày 10 phân. Hàng cong tứ diện, cong 4 mặt như nhau. Cong tứ chiều luôn. Đấy. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Thành Luân trực tiếp theo hai số điện thoại trên màn hình 0967 110389 hoặc 0972 770888. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. An ơi. Đấy, siêu phẩm rồi. Đây là cái đèn cũng là cái trần của gia đình.
Vâng, quý khách đang thấy đây. Đấy. Như vậy là ngày hôm nay là ngày rất chìa đẹp trời. Đấy, cơ sở đồ gỗ Thành Luân đã bàn giao và lắp đặt cho gia đình anh Khánh bộ sản phẩm trên. Đấy, một lần nữa thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Đấy. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hôm nay là chúng tôi bàn giao gia đình anh Khánh ở Phủ Lý, Hà Lam. Bộ nội thất phòng khách gồm có bộ bàn ghế hoàng gia tân cổ điển hàng siêu khủng cong tứ diện. Đấy, toàn bộ đường nét được đục thủ công bằng tay, vách tựa dày 12 phân và ván mặt dày 10 phân. Toàn bộ được đục thủ công bằng tay, hàng cong bốn bề, cong tứ diện. Đây là cái mẫu mới nhất của Thành Luân chúng tôi vừa bàn giao. Vâng, một lần nữa thay mặt Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi ủng hộ. Và chúng tôi xin được tạm dừng cái video clip tại đây. Và xin chào hẹn gặp lại khách trong những video clip tiếp theo.